Ngoài Trung Nam Hải, Trung Quốc còn có một nơi cực kỳ bí ẩn, đó là Bắc Đới Hà. Hội nghị Bắc Đới Hà hay mật nghị Bắc Đới Hà được truyền thông phương Tây gọi là hộp đen quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là nơi có sức ảnh hưởng rất lớn đến chiếc ghế lãnh đạo của ông Tập Cận Bình trong năm nay. Chính tầm ảnh hưởng to lớn của nó nên đã có thông tin cho rằng bất kỳ xe điện nào mang nhãn hiệu Tesla của tỷ phú Elon Musk cũng không được vào Bắc Đới Hà kể từ đầu tháng 7 tới. Cụ thể, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức đội cảnh sát giao thông Bắc Đới Hà nói rằng từ ngày 1 tháng 7 tới, xe điện Tesla sẽ bị cấm lái đến Bắc Đới Hà. Thời gian lệnh cấm này kéo dài ít nhất là 2 tháng. Đây là lần thứ 2 xe điện Tesla bị công khai cấm chạy vào vùng nhạy cảm. Lần trước đó là vào ngày 8 tháng 6 khi ông Tập Cận Bình đến thăm Thành Đô. Vậy tại sao Bắc Đới Hà lại quan trọng như vậy? Bắc Đới Hà là một khu nghỉ dưỡng ven biển nằm ở phía đông của Bắc Kinh. Theo truyền thống của giới cao quan Trung Quốc từ nhiều chục năm nay, Bắc Đới Hà là địa điểm tổ chức kỳ họp mặt mùa hè hàng năm của các nhà lãnh đạo cấp cao nhất trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hội nghị không chính thức này diễn ra từ khoảng giữa hoặc cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Mặc dù từ năm 2003, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức bãi bỏ hệ thống văn phòng Bắc Đới Hà, nhưng thông lệ nghỉ dưỡng tại Bắc Đới Hà trong mùa hè của các nhà lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn được tiếp tục. Dưới danh nghĩa kỳ nghỉ này, họ bí mật thảo luận về việc chuyển giao nhân sự và các sáng kiến về chính sách lớn. Thi thoảng có thêm một số chuyên gia trong nước đến hiến kế. Kỳ nghỉ dưỡng này thường được gọi là hội nghị Bắc Đới Hà. Vì thời điểm Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức từ tháng 10 đến tháng 11 năm nay là lúc thay khóa lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Nhiều tin đồn cho rằng đây có thể là cuộc họp quan trọng để ông Tập Cận Bình phá bỏ thông lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho phép chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc không còn bị giới hạn ở hai nhiệm kỳ. Do đó, Bắc Đới Hà năm nay lại càng trở nên nhạy cảm hơn. Trong lịch sử đã có quyết sách quan trọng nào được đưa ra tại Bắc Đới Hà chưa? Kính thưa quý vị, nói Bắc Đới Hà là hộp đen của chính trường Trung Quốc quả không sai, bởi đó là nơi ghi lại những biến động quan trọng nhất của Trung Quốc mà không ai bên ngoài biết được. Trong lịch sử, Bắc Đới Hà đã là nơi ra đời của nhiều quyết định lớn, trong đó có kế hoạch đặc biệt của Mao Trạch Đông mang tên Đại Nhảy Vọt cho 5 năm từ 1958 đến 1962. Mà sau đó lịch sử đã chứng kiến sự hy sinh vô tội của 45 triệu người dân Trung Quốc, hay quyết định năm 1985 của Mao Trạch Đông cho phóng hơn 40.000 quả đạn pháo vào đảo Kim Môn do Quốc dân đảng kiểm soát, khiến cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan leo thang nghiêm trọng lần thứ hai. Mặc dù không bao giờ có thể chắc chắn điều gì đã xảy ra bên trong những cánh cửa đóng kín, nhưng các phiên họp của Bắc Đới Hà luôn có xu hướng thảo luận về những thay đổi nhân sự quan trọng tại Trung Quốc. Người ta chỉ biết các cuộc trò chuyện tại Bắc Đới Hà diễn ra khá thẳng thắn vì các đời lãnh đạo Trung Quốc tin rằng trao đổi riêng tư trên cùng địa điểm là cách tốt nhất để tránh những bất đồng công khai. Có một quy định bất thành văn đó là các cơ quan truyền thông tại Trung Quốc không bao giờ được phép công bố ngày chính thức diễn ra cuộc họp của Bắc Đới Hà. Như vậy làm sao có thể biết mật nghị Bắc Đới Hà vẫn được tổ chức hàng năm? Không giống các cuộc tụ họp chính thức khác, sự bí ẩn trong các hoạt động ở Bắc Đới Hà khiến nó trở nên hấp dẫn và thần bí hơn. Tuy nhiên, vẫn có một số dấu hiệu rõ ràng để có thể theo dõi phiên họp Bắc Đới Hà. Nổi bật nhất là sự gia tăng đáng chú ý về an ninh xung quanh Bắc Đới Hà trước cuộc họp. Những chú chó đánh hơi sẽ xuất hiện rất thường xuyên và trên một phạm vi rộng, cùng với các viên sĩ quan tuần tra và các phương tiện đặc vụ khác. Ngoài ra, nếu các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc đột nhiên biến mất khỏi các phương tiện truyền thông nhà nước trong vài ngày, từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, thì rất có thể họ đang ở Bắc Đới Hà. Việc các quan chức cấp cao nhất của Hà Bắc thường xuyên thị sát thành phố Tần Hoàng Đảo, nơi có Bắc Đới Hà, cũng là một gợi ý quan trọng cho thời điểm diễn ra mật nghị Bắc Đới Hà. Vậy hội nghị Bắc Đới Hà năm nay có thể giúp ông Tập Cận Bình củng cố quyền lực? Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 năm nay là thời điểm rất quan trọng cho chiếc ghế lãnh đạo tối cao tại Trung Quốc. Liệu ông Tập có thể tiếp tục tại vị khi đợt dịch bệnh vừa qua đã khiến uy tín của ông bị giảm xuống mức rất thấp? Nhiều chuyên gia Trung Quốc nhận định rằng ông Tập Cận Bình đang rơi vào thế bị cô lập và các thế lực của phe Giang Trạch Dân đang lợi dụng cơ hội này. Chính sách không Covid đã làm trầm trọng cuộc khủng hoảng tài chính tại Trung Quốc, đồng thời nó cũng gây ra nhiều nguy cơ cho nền kinh tế Trung Quốc. Ngay cả những người luôn ủng hộ ông Tập cũng đã thấy rõ rủi ro này. Trong bối cảnh như vậy, dù ông Tập Cận Bình chưa bao giờ thừa nhận sai lầm, nhưng bản thân ông cũng biết tình hình không ổn và buộc phải buông lỏng để ông Thủ tướng Lý Khắc Cường cùng toàn bộ đội ngũ cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng. Ông Tập biết rất rõ rằng nếu Thủ tướng Lý Khắc Cường và các thành viên khác trong chính phủ có thể xử lý tốt khủng hoảng kinh tế, thì điều đó sẽ giúp ông Tập có cơ hội ghi công và tái đắc cử tại Đại hội 20. Tuy nhiên, nếu viễn cảnh khác xảy ra,
Và nếu nền kinh tế Trung Quốc quá tồi tệ thì e rằng ông Tập chỉ còn nước cờ là kiểm soát toàn diện bộ máy quân sự. Vậy nên hội nghị Bắc Đới Hà là cơ hội cuối cùng để ông Tập dàn xếp tất cả các vấn đề trên.